Vụ việc em bé 10 tuổi ở Đồng Tháp, mình thấy rất là bức xúc khi mình lên mạng mình thấy những bình luận như là: ba mẹ không nuôi dạy con đàng hoàng, ba mẹ không trông coi con tử tế, dù nghèo đến mấy cũng không để con đi lông nhông kiếm tiền để rồi xảy ra sự việc như thế này. Thứ nhất, các bạn nói họ không nuôi dạy trông coi con đàng hoàng, làm sao chúng ta biết được? Bây giờ bước ra khỏi cửa nhà thôi là có vô vàn những điều hiểm họa nó có thể ập đến bất ngờ, không ai dự đoán trước được dù có cẩn thận đến đâu. Hơn nữa đây lại là trường hợp cực kỳ hy hữu và không may. Thứ hai, các bạn nói rằng dù có hoàn cảnh như thế nào cũng sẽ không bao giờ để con đi lượm lặt ve chai kiếm tiền để rồi xảy ra sự việc không may như thế. Các bạn nói thì dễ lắm. Chúng ta sống trong điều kiện no đủ, chúng ta chỉ nhìn mọi sự việc qua một cái màn hình thôi. Chúng ta phán xét dễ lắm, nhưng chúng ta không bao giờ cảm nhận được cuộc sống thực tế của họ như thế nào đâu. Có rất nhiều người vào bình luận kiểu như là tôi đồng tình với những ý kiến này, những ý kiến này dù thô nhưng mà rất đúng. Thật ra vấn đề ở đây không phải là đúng hay sai, mà là nó không cần thiết phải nói ra. Bởi vì nếu như người cha người mẹ này có sai thì họ đã phải trả một cái giá đắt nhất thế gian, đó chính là người con của họ rồi. Các bạn không cần trách móc và đưa ra một bài học gì đâu, bởi vì qua sự việc này thì tất cả các bậc phụ huynh cũng đã rút ra bài học cho chính mình, trông coi con cái cẩn thận hơn. Có những thứ có thể đúng nhưng không nên nói ra, bởi vì là cha là mẹ, hơn ai hết họ là người đau đớn tột cùng. Và nỗi đau của họ không chỉ là những ngày này đâu, mà nó còn kéo dài và ám ảnh đến mãi sau này nữa. Vậy nên các bạn không cần thiết phải cứa sâu thêm vào nỗi đau của họ nữa đâu.